Sáng nay, Quốc hội nghe báo cáo dự án luật đầu tư công sửa đổi. Dự thảo luật được chính phủ trình bày tại kỳ họp lần này gồm 5 nhóm vấn đề lớn nhằm đẩy mạnh phân cấp phân quyền, nâng cao chất lượng chuẩn bị đầu tư, thúc đẩy thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài, đơn giản hóa trình tự, thủ tục và bảo đảm tính đồng bộ thống nhất của hệ thống pháp luật. Tỉnh Quốc hội một trong những nội dung quan trọng trong dự án luật đầu tư công sửa đổi là tiếp tục thể hiện sâu sắc tinh thần đột phá, cải cách, phân cấp phân quyền theo phương châm, địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Dự thảo luật gồm 7 chương 109 điều, sửa đổi 44 điều. Những nội dung sửa đổi bổ sung chủ yếu của dự thảo luật đáng chú ý có việc cho phép tách công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập đối với tất cả các nhóm dự án, bao gồm cả dự án nhóm B c cho phép bố trí vốn ngân sách địa phương để ủy thác thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi thông qua ngân hàng chính sách xã hội tại địa phương. Báo cáo thẩm tra của ủy ban tài chính ngân sách nêu rõ, số lượng các điều khoản luật thay đổi nhiều, phạm vi sửa đổi lớn, nhiều nội dung thể chế hóa các cơ chế, chính sách đặc thù mới được thí điểm triển khai thực hiện trong thời gian ngắn. Vì vậy, cần đánh giá kỹ tác động chính sách và nghiên cứu ra soát thận trọng để bảo đảm việc ban hành luật phù hợp với yêu cầu của thực tế. Cũng trong sáng nay, Quốc hội nghe báo cáo về 7 dự án luật, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý sử dụng tài sản công, luật quản lý thuế, luật dự trữ quốc gia. Chiều nay, Quốc hội sẽ thảo luận tổ về các dự án luật này.